Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Bản tin quốc tế ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến những tin tức đáng chú ý nhất. Bẫy răng rồng bí ẩn cản đường lui của quân đội Nga ở Kursk. Trong lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của máy bay không người lái UAV Ukraine, binh sĩ Nga bị mắc kẹt do vướng phải răng rồng bí ẩn xuất hiện ở Kursk. Theo Newsweek, chướng ngại vật răng rồng đã xuất hiện một cách khó hiểu trên con đường ở tỉnh biên giới Kursk của Nga. Nhiều người cho rằng vật thể này được lực lượng phá hoại của Ukraine dựng lên. Trên thực tế, những khối bê tông cốt thép hình kim tự tháp được dùng để cản xe tăng và bộ binh cơ giới không phải là điều xa lạ trong xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, các kênh Telegram nhấn mạnh những chướng ngại vật này ở Kursk đã được dựng vào ban đêm ở phần biên giới của Nga và nằm trên những con đường mà binh sĩ Nga hay sử dụng. Những kẻ lạ mặt đã đặt răng rồng ở phía sau, trên các tuyến đường sơ tán mà ô tô lao nhanh để tránh UAV, góc nhìn thứ nhất FPV, kênh Telegram Rostroika 1945 có 230.000 người theo dõi cho biết hôm 14 tháng 10. Cũng theo kênh Telegram này, số vụ tai nạn liên quan tới răng rồng trong vòng 1 giờ còn cao hơn số sự cố do UAV Ukraine tấn công trong một tuần. Hiện, Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trong một bài đăng tiếp theo, kênh Telegram Rostroika 1945 cho hay các thành viên của tình báo quân đội Nga sẽ sớm tìm ra những kẻ chỉ huy và phá hoại. Hiện chưa rõ ai đã đặt các chướng ngại vật trên con đường ở Kursk, song quân đội Nga cũng từng nhiều lần chứng kiến các cuộc tấn công phá hoại làm cản trở hoạt động quân sự. Điển hình, vào tháng 9, Ukrinform đưa tin phong trào phản kháng Ates của Ukraine tuyên bố đã cho nổ tung một đường dây xe lửa được sử dụng để cung cấp thiết bị và đạn dược cho các lực lượng Nga ở Kursk. Ukraine đã bất ngờ tấn công vùng Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Sau đó vài ngày, Kiev tuyên bố đã chiếm đóng khoảng 1.300 km2 lãnh thổ Nga. Gần đây, một số báo cáo cho hay các lực lượng Nga đã giành lại được khoảng 1/4 lãnh thổ mà Ukraine chiếm đóng ở Kursk. Kênh Telegram tình báo Deep State của Ukraine cho biết, tính tới ngày 14 tháng 10, quân đội Nga đã liên tiếp phản công trong ngày thứ 5 ở Kursk và chiếm lại được gần 120 km2. Theo Ukraine, Nga đã điều động khoảng 50.000 binh sĩ từ các mặt trận khác tới Kursk. Thực ra, những khối bê tông hình kim tự tháp dùng để cản xe tăng này không phải là điều lạ trong xung đột vũ trang Nga-Ukraine. Cả hai bên tham chiến đều sử dụng chúng để làm chậm đà tiến của xe tăng và xe cơ giới của đối phương. Tuy nhiên, các kênh Telegram nhận thấy những chướng ngại vật này đã được đặt vào ban đêm bên phần bên dưới của Nga, trên những con đường mà quân Nga hay đi qua. Đăng tải trên kênh Telegram này cũng cho biết số vụ tai nạn trên những con đường này do bất ngờ va phải chướng ngại vật răng rồng còn cao hơn số sự cố do UAV Ukraine tấn công. Bà Harris nói cựu Tổng thống Trump là người bất ổn và mất trí. Theo CNN, bà Kamala Harris đang phản ứng trước sự hoảng loạn của Đảng Dân Chủ về triển vọng vào Nhà Trắng của bà bằng cách tăng nhiệt cho ông Donald Trump. Phó Tổng thống ngày 14 tháng 10 cảnh báo cựu Tổng thống Trump là một người bất ổn và mất trí và muốn quyền lực không bị kiểm soát giữa bối cảnh chỉ còn 21 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Hãy theo dõi các cuộc meeting của ông ấy, hãy lắng nghe lời ông ấy. Ông ấy cho chúng ta biết ông ấy là ai và ông ấy sẽ làm gì nếu được bầu làm Tổng thống, bà Harris nói với đám đông ở Pennsylvania. Trong khi đó, ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ Tim Walz thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng những suy nghĩ của cựu tổng thống về việc sử dụng quân đội chống lại kẻ thù trong nước mà ông gọi là kẻ thù từ bên trong thậm chí có thể tương đương với tội phản quốc. Bà Harris và đội ngũ của mình đã tích cực đặt câu hỏi về vấn đề sức khỏe tinh thần của ông Trump và khả năng phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa của ông nhằm đảo ngược tình thế trước ứng viên Đảng Cộng Hòa, người trong nhiều tháng qua đã đưa ra những cáo buộc tương tự với Tổng thống Biden. Trong một nỗ lực khác của bà Harris nhằm xoa dịu những nỗi lo ngại về động lực, tranh cử dường như đang bị chững lại của mình, Phó Tổng thống đã công bố một sáng kiến mới quan trọng để thu hút cử tri nam da màu giữa những lo ngại rằng ông Trump đang xâm nhập vào nền tảng cử tri ủng hộ quan trọng của Đảng Dân Chủ hoặc họ sẽ không đi bỏ phiếu. Trong một chiến dịch quảng cáo mới tại bang dao động Arizona, bà Harris đã có những nỗ lực mới để giành được sự ủng hộ của các cử tri Đảng Cộng Hòa cảm thấy xa lạ với hành vi của cựu Tổng thống Trump nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định để vượt qua ranh giới của đảng. Để đạt được mục đích đó, bà Harris thông báo sẽ tham gia cuộc trả lời phỏng vấn chính thức với Fox News, từ bỏ sự e dè trước đây của bà với các sự kiện không có trong kịch bản để tạo ra sự tương phản với ông Trump. Cuộc chiến giành Pennsylvania. Những nỗ lực mới của bà Harris
nhằm giải quyết nhịp độ giai đoạn cuối của cuộc bầu cử diễn ra, khi cả hai ứng viên đều tích cực vận động tranh cử ở bang chiến địa Pennsylvania. 19 phiếu đại cử tri của bang này có thể quyết định ai sẽ giành chiến thắng tại Nhà Trắng, và giống như một số bang chiến trường khác, hai ứng viên hiện đang cạnh tranh sít sao nhau trong các số liệu mới nhất của cuộc thăm dò dư luận. Bà Harris đang bước vào giai đoạn quyết định trong sự nghiệp chính trị của mình. Những hành động của bà dưới áp lực dữ dội nhất trong 3 tuần tới sẽ ảnh hưởng đến những cử tri còn lại chưa đưa ra quyết định và có thể đang tìm lý do để chọn bà. Bà cũng cần thúc đẩy sự ủng hộ của những cử tri thiên về Đảng Dân Chủ đang dao động hoặc không nhiệt tình, những người có thể sẽ không xuất hiện vào ngày bầu cử. Nhìn rộng hơn, Phó Tổng thống Harris phải đối mặt với một trong những nhiệm vụ chính trị khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi tiếp quản vị trí ứng viên Đảng Dân Chủ từ Tổng thống Biden, vài tháng trước khi bà cố gắng thuyết phục các cử tri bất mãn rằng bà là ứng viên của sự thay đổi. Căng thẳng Hàn Triều dâng cao, bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt. Chunhap đưa tin, ngày 15 tháng 10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, quân đội Triều Tiên đã cho nổ đoạn phía bắc các tuyến đường bộ kết nối với Hàn Quốc. Quân đội Triều Tiên trước đó thông báo có kế hoạch tách biệt hoàn toàn lãnh thổ nước này với Hàn Quốc thông qua việc ngưng hoạt động hoàn toàn các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng cho hợp tác liên triều. Quân đội Triều Tiên đã thông báo cho quân đội Mỹ về kế hoạch nói trên nhằm tránh bất kỳ phán đoán sai lầm nào. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15 tháng 10 cho biết, tại cuộc họp với giới chức an ninh cấp cao trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nghe báo cáo về kế hoạch đối phó với hành vi khiêu khích nghiêm trọng của đối phương. Ông Kim Jong-un đã thể hiện lập trường chính trị và quân sự cứng rắn, đề ra kế hoạch triển khai hành động quân sự tức thời, cũng như các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong chiến dịch răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức một cuộc họp an ninh như vậy. Theo Chunhap, những động thái mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên cáo buộc các thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập không phận và giải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng này. Triều Tiên cảnh báo về thảm họa tàn khốc nếu sự việc tái diễn. Cho đến nay, phía Hàn Quốc không thừa nhận cũng như không phủ nhận cáo buộc của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về sự đáp trả kiên quyết và áp đảo. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, đang theo dõi sát sao tình hình và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu nhằm đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Kể từ năm 2019, sau các nỗ lực ngoại giao Mỹ-Triều và Liên-Triều không đạt đột phá, các kênh liên lạc và chương trình trao đổi giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đến nay vẫn bị gián đoạn. AP đánh giá, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua. Với việc Hàn Quốc và Mỹ tăng cường các cuộc tập trận chung, Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng thử tên lửa cùng các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, Triều Tiên sẽ sử dụng mọi lực lượng tấn công, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, nếu bị tấn công xâm phạm chủ quyền. Hồi đầu năm nay, ông Kim Jong-un cho rằng việc thống nhất với Hàn Quốc không còn khả thi nữa. Triều Tiên cần sửa đổi hiến pháp để giáo dục người dân nước này xem Hàn Quốc là kẻ thù chính và kẻ thù không thay đổi. Xác định, Triều Tiên có lãnh thổ tách biệt với Hàn Quốc. Theo KCNA, hồi đầu tháng này, Quốc hội Triều Tiên đã thông qua một số nội dung sửa đổi và bổ sung cho hiến pháp, cùng với một số nội dung khác liên quan đến chính sách phát triển kinh tế đất nước và công tác nhân sự. Tuy nhiên, KCNA không nêu chi tiết những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong hiến pháp của Triều Tiên.